Bám sát định hướng, sự chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, được sự quan tâm hỗ trợ về nhiều mặt của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, vượt qua mọi khó khăn thách thức với quyết tâm chính trị cao, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trở thành một trong hai trường chính trị đầu tiên của cả nước đạt chuẩn mức 1 với những kết quả dấu ấn đáng ghi nhận. Quy định số 11 của Ban Bí thư có cái ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc chuẩn hóa các trường chính trị theo 6 cái nhóm tiêu chí. Ngay khi được tiếp cận với cái dự thảo quy định để góp ý, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã đưa ra kế hoạch quyết tâm phấn đấu xây dựng trường chính trị chuẩn. Tiếp tục đổi mới đồng bộ các khâu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về quy mô và chất lượng. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã tổ chức triển khai nhiều hình thức, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng phong phú, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong giai đoạn mới. Đặc biệt, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo về số lượng và chất lượng, hợp lý về cơ cấu, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín. Chất lượng đội ngũ ngày càng có sự chuyển biến rõ nét. Việc tự học, tự nâng cao cái trình độ của mình là một cái nhiệm vụ quan trọng, gắn giữa cái lý luận và cái thực tiễn trong giảng dạy. Được bổ sung các cái kiến thức thực tiễn cho nên là bản thân giảng viên có chiều sâu hơn khi mà có khả năng gắn kết được những cái lý luận về mặt lý thuyết với thực tiễn triển khai, tổ chức thực hiện những cái lý luận đó trong cái thực tiễn, trong cái đời sống kinh tế xã hội của địa phương. Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được đổi mới toàn diện phục vụ công tác giảng dạy nghiên cứu của nhà trường, vừa là tài liệu tham khảo có giá trị trong công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý, đồng thời góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội của các địa phương trong tỉnh. Nhiều hội thảo khoa học cấp trường, cấp tỉnh, cấp bộ được tổ chức, đã tập hợp thu hút nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhân chứng lịch sử tham gia, được Trung ương và tỉnh đánh giá cao. Việc xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt được nhiều kết quả quan trọng như hiện nay, góp phần quan trọng khẳng định vai trò, vị thế của trường trong hệ thống chính trị của tỉnh và hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh của cả nước. Cái việc đạt trường Chính trị Nghệ An đạt chuẩn mức 1, nó là thể hiện cái vị trí vai trò của trường trong đào tạo cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho tỉnh trong nhiều năm qua. Trong thời gian tới, khi mà đã đạt chuẩn mức 1 này, chúng ta lại tiếp tục xây dựng kế hoạch để đạt chuẩn mức 2 trong thời gian sớm nhất. Đón nhận danh hiệu Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1, đây là sự kiện hết sức ý nghĩa đối với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Kết quả này góp phần tạo động lực, khí thế mới trong đổi mới toàn diện các mặt công tác, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới.